Thói quen quyết định vận mệnh, đây là 13 thói quen chung của 177 tỷ phú. Mỗi một phú ông tay trắng dựng cơ đồ đều có lịch sử phát tài khác nhau, nhưng họ đều có 13 thói quen tốt giống nhau. Những thói quen tốt này cũng không có gì là xa vời khó thực hiện, mà mỗi chúng ta cũng đều có thể làm được. Một trong những nguyên nhân khiến cho họ từ những người bình thường chuyển thành những người thành công, có tài sản triệu đô, tỷ đô chính là thói quen giàu có. Đoạn viết trên là của Thomas Ciccole, tác giả người Mỹ. Ông đã bỏ ra thời gian 5 năm nghiên cứu những thói quen thường nhật của 177 triệu phú, tỷ phú tự lực cánh sinh, tay trắng dựng cơ đồ. Qua nghiên cứu thì tôi phát hiện ra thói quen thường nhật của bạn tiết lộ cuộc sống của bạn có thể đạt được thành công hay không. Calley viết trong tác phẩm mới của ông, thay đổi thói quen thay đổi cuộc sống, Change your habit, change your life, rằng thói quen dự báo một quan hệ nhân quả. Thói quen quyết định giàu có, nghèo khó, hạnh phúc, đau buồn, áp lực, quan hệ tốt xấu, có sức khỏe hay không. Calley nói rất hay là tất cả những thói quen đều có thể thay đổi và bồi dưỡng được. Dưới đây là 13 thói quen giàu có của các triệu phú, tỷ phú mà bạn có thể bắt đầu bồi dưỡng ngay từ hôm nay. Thường xuyên đọc sách. Người giàu càng thích đọc, học tập chứ không thích vui chơi giải trí. Collier viết, 88% người giàu hàng ngày đều đọc sách tối thiểu là 30 phút. Nội dung chủ yếu là sách tự học và tự tu dưỡng, nâng cao bản thân. Đại đa số đều không phải đọc sách để giải trí. Người giàu đọc sách là để thu hoạch kiến thức, tri thức. Lời bàn, thói quen này hoàn toàn khớp với trí tuệ của nhân Á Đông. Hữu thư chân phú quý, nghĩa là có sách là giàu có, quý phái, đích thực. Kiên trì rèn luyện, 76% người giàu kiên trì mỗi ngày vận động ngoài trời 30 phút trở lên. Có lại viết, vận động ngoài trời bao gồm chạy bộ, chạy ngắn, chạy nhanh, đạp xe. Vận động ngoài trời không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp ích lớn cho não bộ. Có lại viết, vận động ngoài trời có thể tăng tế bào não, rèn luyện thể dục, còn có thể tăng hàm lượng glucose trong cơ thể. Glucose là nhiên liệu cho đại não, dưỡng chất mà đại não nhận được càng nhiều, thì não phát triển càng tốt và bạn cùng trở nên thông minh hơn lời bàn các hoạt động rèn luyện thân thể ngoài trời như là vận động, dưỡng sinh, yoga, khí công vân vân không chỉ giúp cho cơ thể khỏe mạnh chịu đựng được áp lực, giúp não bộ linh hoạt, thông minh mà còn rèn luyện ý chí kiên cường, bền bỉ và là chìa khóa của thành công chính là ý chí như câu cổ ngữ hữu chí giả sự cánh thành có nghĩa là người có chí thì sự việc cuối cùng sẽ thành công kết giao với những người thành công khác bạn sẽ thành công giống như những người bạn thường xuyên kết giao qua lại. Carly viết, người giàu luôn luôn tìm những người có mục tiêu rõ ràng, lạc quan, nhiệt tình và tâm thái tích cực để kết bạn. Lời bàn, việc này đúng với câu tục ngữ xưa, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Một câu cổ ngữ khác cũng nói, nhân phi hiền bất giao, vật phi nghĩa bất thủ, nghĩa là người không phải là hiện tại thì không nên kết giao, vật phi nghĩa thì không lấy. Những người chính nhân quân tử, hiền năng họ toát ra một sức mạnh tinh thần, một năng lượng tích cực mạnh mẽ khiến những người xung quanh cũng tự sản sinh suy nghĩ tích cực, lạc quan và hăng hái tiến thủ. Theo đuổi mục tiêu của riêng mình, theo đuổi mục tiêu và là mục tiêu ước mơ của riêng mình có thể khiến cho bạn có cảm giác hạnh phúc lâu dài và cuối cùng thì sẽ chuyển hóa thành của cải. Có lý nói, có rất nhiều người phòng phải sai lầm là theo đuổi ước mơ của người khác, ví dụ như của cha mẹ. Người giàu thì không ngừng hoàn thiện mục tiêu của riêng mình, kiên nhẫn và hăng say theo đuổi ước mơ và mục tiêu đó. Hăng say khiến cho công việc của họ trở nên thú vị. Còn lại viết, hăng say cung cấp cho bạn sức mạnh vượt qua thất bại, sai lầm, bị cự tuyệt và giúp bạn kiên trì lời bằng xác định được cho mình ước mơ, mục tiêu rõ ràng, thì chúng ta mới dùng sức mạnh đi theo một hướng không bị phân tán tâm trí, sức lực ở vạn sự vạn vật xung quanh. Và đây cũng chính là việc lập chí mà người xưa nói đến, khổng tử sở dĩ trở thành bậc thầy của muôn đời, vạn thế sư biểu, chính là ông đã sớm lập được chí hướng. Ta 15 tuổi lập chí học đạo, ngộ thập hữu ngũ nhi chí ư học. Kiên trì dậy sớm, trong nghiên cứu của Corley, trên nửa số triệu phú, tỷ phú từ lực cánh sinh, tay trắng, dựng cơ đồ đều dậy sớm trước giờ làm việc ít nhất là 3 giờ đồng hồ. Đây là một sách lược giải quyết tình huống đột xuất của công việc trong cuộc sống thường nhật ví dụ như thời gian họp kéo dài, ủng tắc giao thông, phải đến trường đón con bị ốm, vân vân. Những tình huống đột xuất này sẽ có ảnh hưởng tới tâm lý đối với chúng ta, thay đổi tiềm ý thức của chúng ta cuối cùng, khiến cho chúng ta cảm giác cuộc sống vượt ngoài kiểm soát. Có viết, sáng dậy lúc 5 giờ, hoàn thành 3 việc quan trọng nhất của công việc trong ngày. Việc này khiến cho bạn kiểm soát được cuộc sống đem lại sự tự tin cho bạn. Lời bàn. dậy sớm có nhiều thời gian chuẩn bị cho công việc và có đủ thời gian đối phó với việc bất ngờ xảy ra. Khi có sự chuẩn bị tốt trước mọi sự việc thì sẽ không bị động, sẽ lựa chọn được phương án thích hợp tối ưu. Kiên trì dậy sớm cũng thể hiện một ý chí kiên cường và một tâm thái cẩn thận, chuẩn bị cho kế hoạch trong ngày. Người xưa nói hữu bị vô hoạn, nghĩa là có chuẩn bị tốt thì không phải lo lắng bất cứ điều gì xảy ra. Có nhiều nguồn thu nhập những triệu phú, tỷ phú, tay không dựng cơ đồ thường không dựa vào một nguồn thu nhập. Họ có nhiều phương thức thu nhập khác nhau. Trong nghiên cứu của tôi, thì 65% người trong số họ trước khi trở thành triệu phú đã có ít nhất 3 nguồn thu nhập. Các thu nhập thêm bao gồm cho thuê nhà đất, đầu tư cổ phiếu, nghề phụ, bản quyền v.v. Lời bàn với người khởi nghiệp từ tay trắng thì chỉ một chút tài sản cũng là cả cơ nghiệp. Mỗi chuyện làm ăn đầu tư là cả một canh bạc giúp hết vốn. Dù tính toán dò cỡ nào thì vẫn còn yếu tố bất định mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Thế nên họ sẽ nghĩ mọi cách để có thể có thêm các nguồn thu nhập khác nhau. Ngộ nhỡ thua lỗ hết sạch gia tài thì vẫn có thể sống được, không đến mức tuyệt vọng, nghị quẩn. Và đây cũng chính là trí tuệ của người xưa, thỏ khôn đào ba hang. Có thầy riêng, được bậc đạo sư riêng cho mình có thể giúp bạn nhanh chóng tích tụ của cải. Carly viết, bậc đạo sư thành công không chỉ có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của bạn. Bằng việc chỉ dẫn bạn nên làm gì, không nên làm gì. Họ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm thành công có giá trị, những kinh nghiệm từ bài học thành công hay là thất bại của chính họ hoặc là các bậc thầy của họ. Lời bài người xưa nói, không thầy đố mày làm nên và nhất tự vi sư bán tự vi sư. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Người biết kính trọng thầy sẽ tìm được bậc minh sư. Người xưa nói, minh sư như đèn sáng, họ là người chỉ đường để chúng ta đi được trên con đường chính, đường thẳng và tránh được những đường vòng, lòng đường cũng như những cạm bẫy trên đường. Thái độ nhân sinh tích cực, khi có thái độ tinh thần tích cực thì bạn mới có thể đạt được thành công lâu bền. Trong công trình nghiên cứu của tôi, tích cực vươn lên là đặc trưng của tất cả các triệu phú, tỷ phú, tự lực cánh sinh, tay trắng dựng câu đồ. Vấn đề ở chỗ là đa số mọi người không thể xác định được suy nghĩ của mình rốt cuộc là tích cực hay tiêu cực. Ông giải thích rằng, nếu bạn dừng lại lắng nghe tư tưởng của bản thân, cảm thụ sự tồn tại của nó, bạn sẽ phát hiện ra tuyệt đại đa số suy nghĩ đều là tiêu cực. Nhưng chỉ khi bạn ép buộc mình nhìn rõ nội tâm thì bạn mới ý thức được sự tồn tại của những tư tưởng tiêu cực này. Ý thức được sự tồn tại của chúng là mấu chốt nhất. Lời bàn, có lẽ hầu hết mọi người đều biết suy nghĩ tích cực quyết định để thành công, thay đổi cuộc đời. Trong tướng bên học cũng nói, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, nghĩa là tướng mạo, thần thái, tinh thần con người đều do tâm thái sinh ra. Tâm thiện, tích cực thì tướng màu thần thái tốt đẹp. Hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi theo tâm thái. Tâm thái tốt đẹp, thiện lương, tích cực thì hoàn cảnh môi trường xung quanh cũng sẽ theo đó mà biến đổi. Không phải người xuất chúng Người thành công không phải là người xuất chúng, nhưng họ biết cách tạo ra vòng ảnh hưởng của họ và kéo những người khác vào. Có lẽ nói bạn cần để mình nổi lên, sau đó sáng tạo ra vòng ảnh hưởng của mình và để những người khác gia nhập vào với bạn. Lời bài người quá xuất chúng hiển lộ thì có lẽ khó thành công giống như cái cây cao trong khu rừng thì bị gió bẻ gãy. Người thành công là người bình thường nhưng tạo ra được bản sắc sức cuốn hút riêng. Mà sức cuốn hút lớn nhất đối với mọi người chính là nhân cách, lòng bao dung, nhân ái, biết nghĩ cho người khác. Người xưa nói biển dung nạp muôn sông, bao dung nên trở nên rộng lớn nói năng cử chỉ lễ phép triệu phú, tỷ phú khởi nghiệp thì hai bàn tay trắng đều nắm vững nguyên tắc lễ nghi xã hội. Nếu bạn muốn thành công thì cũng phải nắm vững những nguyên tắc này. Lễ nghi này bao gồm gửi thư cảm ơn, ghi nhớ những ngày quan trọng như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, nắm vững lễ nghi trên bàn ăn và cách ăn mặc chính xác ở các trường hợp khác nhau. Lời bàn, khổng tử đã nói, bất tri lệ vô dĩ lập giả, nghĩa là không hiểu biết về lễ nghĩa, thì không có cách nào tạo dựng được chỗ đứng trong xã hội. Hiểu lễ nghi thì mới hiểu được các phép tắc xã hội, mới biết sự đúng người đúng lúc đúng chỗ đúng trường hợp người không hiểu biết lễ nghi thì như kẻ hoang sơ ban chi người biết lễ nghi mà không thực hành để đội tâm hòa nhập với lễ nghi thì sẽ là giả dối gượng gạo thế nên câu cổ ngữ tiên học lễ hậu học văn vô cùng chính xác và vẫn đúng trong xã hội văn minh hiện nay giúp người khác đạt được thành công giúp người khác theo đuổi được mục tiêu và ước mơ đồng thời đạt được thành công, đó cũng là khiến cho bản thân thu được lợi ích. Nếu không có những người thành công khác thì thành công cũng rất khó định nghĩa. Nếu muốn thành công thì cách tốt nhất là giúp người khác thành công. Nhưng bạn không nên giúp đỡ tất cả mọi người, Kelly nói, bạn chỉ nên giúp những người lạc quan có mục tiêu rõ ràng, tích cực theo đuổi ước mơ. Lê Bang Người giúp người khác thành công thì chính là người có phẩm đức tốt đẹp, là người quân tử. Thế thì ai ai cũng tin tưởng vào nguyện ý, hợp tác cùng. Khổng tự nói, người quân tử thành tựu việc tốt đẹp cho người khác, không thành tựu việc xấu cho người khác. Mỗi ngày dành khoảng từ 15 tới 30 phút suy nghĩ, suy nghĩ là mấu chốt của thành công của họ. Carly phát hiện ra điểm này. Người giàu thường ngồi một mình lúc sáng sớm suy nghĩ ít nhất là 15 phút. Buổi sáng hàng ngày họ thường suy nghĩ rất nhiều cho sự việc. Carly giải thích vấn đề bao gồm sự nghiệp, tài chính, sức khỏe và từ thiện. Họ thường xuyên tiền hỏi bản thân rằng mình làm thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Công việc của mình có khiến cho mình vui thích hay không? Thời gian rèn luyện của mình có đủ hay không? Mình còn có thể tham gia được các hoạt động từ thiện nào nữa? Lê Bang trong bốn câu hỏi hàng ngày họ tự phải hỏi mình thì có hai câu quan trọng nhất khiến họ càng thành công hơn đó là công việc có khiến mình vui thích hay không, mình còn có thể tham gia được các hoạt động từ thiện nào nữa hay không. Câu thứ nhất là kiểm điểm lại các công việc mình đang làm có lợi ích cho xã hội, cho người khác hay không, có trái đạo đức hay không. Vì chỉ đem lại lợi ích cho người khác cho xã hội, không trái với đạo đức lương tâm thì mới là công việc đem lại cho mình niềm vui đích thực. Câu thứ hai chính là chìa khóa để giàu có không những bền lâu mà còn giàu có hơn vì họ hiểu được cội nguồn của của cải đến từ Đức nên vui lòng hành thiện tích Đức chứ không dùng của cải để thỏa mãn thú vui ham dục cá nhân, không chạy theo những thứ phù hoa xa xỉ. Người xưa nói có Đức mặc sức mà ăn chính là như vậy. Tìm cầu các ý kiến phản ánh sợ bị phê bình mà chúng ta rất hiếm khi mong người khác phản ánh ý kiến, Corley viết. Nhưng ý kiến, phản ánh là mấu chốt giúp bạn hiểu được mình làm được có chính xác hay không. Phản ánh giúp bạn biết mình có ở đâu trên con đường đúng đắn hay không. Nếu ý kiến phản ánh là phê bình thì bất kể là tốt hay xấu, cũng đều là những nhân tố để bạn học tập và trưởng thành. Ngoài ra, ý kiến phản ánh khiến bạn thay đổi trọng tâm, thể nghiệm, sự nghiệp hoặc là con đường mới, đúng như Cole viết, ý kiến phản ánh cung cấp thông tin cho bạn, giúp bạn có thể đạt được thành công trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Lời bàn, ý kiến phản ánh là danh từ hiện đại, thời xưa gọi là can gián, Hiếu Kinh có viết, xưa bậc thiên tử có 7 người bị tôi can gián, tuy thiên tử vô đạo cũng không bị mất thiên hạ. Bậc Chư hầu có 5 người bị tôi can gián, tuy Chư hầu vô đạo cũng không mất nước bậc đại phu có ba người bề tôi can gián tuy đại phu vô đạo cũng không bị mất gia tộc kẻ sĩ có bạn bè can gián thì không bị mất thanh danh bậc làm cha có con can gián thì không rơi vào bất nghĩa là chủ của doanh nghiệp thì trong doanh nghiệp họ là vua cần có bề tôi tức là cấp dưới can gián và với đối tác với khách hàng thì họ là kẻ sĩ cần có bạn bè can gián trong gia đình thì họ là người cha cần vợ con can gián 13 thói quen giàu có của các triệu phú tỷ phú được kể ở trên, giống như Carly nói, rất hay là tất cả những thói quen đều có thể thay đổi và bồi dưỡng được. Bạn có muốn trở thành tỷ phú hay không? Vậy thì hãy bắt đầu bằng những thói quen này nhé! Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, chân yểm lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.